Everybody, welcome to Hell Vừa Cà Tới. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Hell Vừa Cà Tới. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game kiếm hiệp. Ok, kiếm hiệp. Ok, vô game. Một con game kiếm hiệp cũng khá là quen thuộc của chúng ta ha. Thì con này là được rất nhiều anh em đón đưa, săn đón ha. Vì vô là chúng ta đã có 4 tỷ 2 tỷ kim nguyên bảo hường, 2 tỷ kim nguyên bảo khóa, rương ngay xếp, rồi rương thần ma, rồi thần kê, rồi thần điêu, rồi gì ta le hột me hết một đống luôn. Ok, vừa vô là giàu luôn các bạn ơi. Game này giống như là vô là đẻ ra là ở bập điều liền luôn vậy đó. Trời ơi, ừ mà cũng đúng ha. Ừ, game này nhìn là giống như vô là cái đẻ ngay cái bọc điều luôn anh em ơi. Trời ơi ngon. Vô là đó. Uầy, xét thần ma gì nè. Đó, bậc 12, rồi chí tôn này nọ, rồi kim nguyên bảo nạp luôn. Đó, lụm hết. Ok, rồi nhận quà luôn. Quá trời quá đất luôn, lụm hết luôn. Đó, đó, ôi trời ơi, bay qua bệnh nè. Ý, khoan, ở đây mình mua luôn cái này chứ. Đó, ok, kích hoạt luôn. Tiền bạc nghĩa lý gì anh em ơi, đó. Rồi, VIP, ok, cái này là full VIP chắc rồi. Nhưng mà cứ lên từ từ các bạn ơi. Rồi, đó. Rồi, quà tích nạp ở đây nữa nè. Ôi trời ơi, lộm. Đó, lụm hết, ở đây nữa nè. Lụm luôn, ok. Rồi, quà cáp gì để từ từ tính. Rồi, bây giờ đến với thông tin server để đi nhận code, nhận quà được cái nữa nha. Nào, chúng ta sẽ đến với tiên kiếm kỳ hiệp. Đó, khai mở máy chủ S36 Diệm Lan. Thời gian 10 giờ ngày 7 tháng 2. À, máy chủ duy nhất có thể gộp server, treo máy, nhận kim nguyên bảo, cài cuốc đồ VIP, Quy iOS, Android, PC, tải game tại link ha. Code nhóm Zalo, nhận full code VIP, bộ fit code tân hữu VIP, một đống luôn, link nhập code nè ha. Phiên bản mới siêu cài cuốc, event hàng ngày, gộp server định kỳ, tạo server gì? Tạo nhân vật nhận 888.888 kim nguyên bảo, full test đá cấp 15, bách chiến cấp 11, trên quái rơi kim nguyên bảo, cài chay lên VIP, treo máy offline nhận kim nguyên bảo, săn boss nhận đồ VIP, tất cả vật phẩm đều có khi săn boss. Sự kiện like xe phần quà gồm 100.000.000 kim nguyên bảo và set đá VIP cấp 19, thú cưỡi VIP thiên giới tọ kỵ, like, share, comment để nhận quà ha. À, event nè, đua top nè ha. Nhận event, nhận quà tích lũy nạp, event khuyến mãi nạp, trang chủ fanpage group Zalo đồ cái kiểu ha. À, ôi ôi, một bài mới up mà được 56 người, 296 lượt share. Wow, rất đông các bạn ơi. 138 người like. Bài này bài gì đây? Bài xúc tiến like xe nè, nhận 50.000 xu nè. Đó. Tặng bộ code tân hữu một đống đồ luôn. Ok man, đi nhận code thôi. Ok, code VIP tham gia. À, full bộ code đây nè ha. Đó. Rồi, đâu rồi? Này là ở server nào vậy ta? Quên mẹ nó server nào rồi anh em ơi. Ok, 28. 29 giờ đi từng cái một, giờ đi kiếm cái ạc nè. Trời ơi. 31 cũng không thấy luôn. 32 không phải. 33 thì càng không phải. Vậy là xuống 28. 27. À, server 27. Ok, bồ ơi. Rồi, đó. Trời ơi, nhóm Zalo 850 mem. Ôi ôi,
rất đông người chơi nha anh em ơi. Đó, một nhóm Zalo, một con game kiếm hiệp mà tới 850 thành viên. Trời ơi, là một con số khủng đấy. Nhóm khoảng chừng 300-400 thôi là đông vui nhộn nhịp rồi. Nhóm này tới 850 thành viên. Wow, wow, một con số rất khủng anh em ơi. Đó, trót thì có bao nhiêu các bạn nhận hết bấy nhiêu giúp heo nha. Nhận hết luôn, nhận hết luôn. Đừng chừa bất cứ thứ gì, lụm hết. Ok, xe bờ đã up bên. Anh em nào có chơi thì tải về quẩy ha. Tết rảnh không có gì làm thì vào nhập code rồi nhận tỷ tỷ kim nguyên bảo nè. Đó, lực chiến nhiều, bỏ vô mà lên tiếp. Ok, trời ơi, lụm. Ok, rất nhiều code luôn, lụm 600 mấy nè ha, 600 nè ha, rồi 550 nè. Ok, rồi 500 nè, 400 mấy. Ôi, một nồi. Quá trời, còn 13 cái code nữa anh em ơi. Yên tâm, 13 cái code nữa. Rồi, còn 10 cái code nữa. Rất nhiều code, lụm hết, không vừa cái gì nữa. Ngoài ra, hàng ngày chúng ta còn có code ngày nữa anh em à. Đó, trời ơi, vô tư, code hàng ngày luôn. Hàng ngày là được tới 100 triệu kim nguyên bảo nha các bạn ơi. Trời ơi, 100 triệu là một con số vô cùng to lớn nha. Đó, hết hộp liền. Ok, lụm luôn. Rồi, ok. Rồi, cái nữa. Ok. Rồi, đẹp. Rồi, để cho nó chạy qua. Ở bên này, đây là cái cầu nha. Nè, đây nè, đây nè. Để hạ xuống cho các bạn xem. Vậy á. Đây, 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 đây. Chứ nó. À, đây nè. Đó, chúng ta đi bộ qua được mà. Đó, đây là cái cầu. Đó, nhìn thấy vậy thôi chứ là cái cầu chúng ta đi qua được. Vậy mà nó kêu ai. Đó, tôi tắt mặt lời với nó chưa. Đây, đây, đó. Ok, bảo hạch đồ nè ha. Tí âm, tí ma gì ta le hồng me hết gói quà. Ủa, khoan. Ok, ủa, sao code nè. Chúng ta nhận rồi hả. Đậu xanh đó, ok, không sao. Code đồ cũng ngon rồi. Đó, quà đồ quá trời luôn. Ủa, hạt này mới tạo mà ta. Đậu xanh đó. Thôi, không sao, không sao. Đó, một đống luôn, 2 tỷ ha hồ mà nâng các bạn à. Không quan tâm gì nhiều cả. Đấy, bao nhiêu đây thì nói gì nữa. Một nồi, trời ơi, đó. Rồi đấy, ôi trời ơi, quan tâm làm gì, cái này cài đánh boss đồ cũng ra được kim nguyên bảo nữa anh em ơi. Nên là vô tư ha, đó, vô tư đi. Rất nhiều skin hiếm đồ luôn nè. Ok, còn nữa không? Ôi, còn luôn mấy cái này luôn hả? Ơi, đầu kéo xuống rồi. Không, không, không. Không luôn, không luôn, không luôn. Cái. Đây một cái nè. Rồi ở đây một cái nữa nè. Rồi ở đây một cái nữa nè. Ôi, đây 40 cái. Wow. Đây nữa nè ha. Rất nhiều anh em ơi. Ôi, cá chép đồ luôn. Cá chép hóa rồng. Ok. Còn nữa nè. Ôi, nhiều vậy. Ủa, nhận quà mà mệt mỏi luôn á, phải dùng auto click mà chứ bấm tay là nó bị gọi là mệt mỏi ngón tay luôn á. Vậy á mà. Trời ơi, vẫn còn anh em ơi, đây nữa nè. Trời ơi, một đống cánh luôn. Ok, đó. Ô, lụm. Ở đây nữa, đậu nữa. Hết chưa? Như hết rồi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Ui, trong này có mấy cái cánh đẹp quá ta. Ồ, cánh này cũng được nè. Ok đây.
Mà sao cái tọ kỵ nhìn thấy xấu dữ ta. À, cái này chưa xài được. Ok. Tiếp cho nó ngay ngắn lại. Đó, đó, chạy nhiệm vụ ra kim nguyên bảo luôn nè anh em ha. Quá trời, quá đất luôn. Lực kiến nè, 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 9. Ủa, cái gì? 2, 4, 6, 8. Ủa, cái gì nãy giờ chưa làm gì hết, chưa cắn đá gì luôn á. 2, 4, 6, 8, 9. Ui, 9 là 3 tỷ 7 hả? Đúng thật là hot ngon. 3 tỷ 7. 3 tỷ 7 chúng ta làm được nhiều thứ lắm các bạn ơi. Đó, chạy nhiệm vụ đồ thôi. Đó. Chỉ là chạy nhiệm vụ thôi mà cũng lên được kim nguyên bảo nữa là thấy hết hồn chưa? Rất nhiều. Đó, đi lượm đồ thôi mà cũng có kim nguyên bảo nữa. Đánh boss thì càng có kim nguyên bảo hơn nữa. Gán chạy lên level cao cao, mở thêm tính năng đồ ha. Đó, đánh boss, đánh biết đồ là có kim nguyên bảo nữa nha. Rất nhiều luôn, tha hồ, quậy đi, quậy đi. Đó, Tết rồi, giờ làm gì giờ anh em? Rồi chúng ta còn full thần ma nữa chứ. Trời ơi. Nhưng mà chưa mở thần ma các bạn ơi. Thần ma còn, nhưng mà chưa có mở được. Ê, tới đây là ghép được kim nguyên bảo rồi nè. Đây, đi ghép kim nguyên bảo. Nó. Đâu rồi, viên kim nguyên bảo to đùng kia đâu. Ok. Nhớ rồi, chúng ta có code hàng ngày chưa nhập nữa. Ok. Đi nhận code ngày coi. Đâu rồi, code ngày. Đây, like xe nhận code ngày nè ha. Đây. Ok. Thành công không? Thành công luôn các bạn ơi. Đó. Nào kéo xuống. Ở đây cũng có code ngày nè ha. Rồi. Thành công không? Nhập code thành công luôn. Ok. Rồi dưới này còn nữa không? À không. Phanh cứng rồi. Phanh cứng thì hết rồi hết rồi. Cái này đua top cái gì? Nó gọi là cái gì? Chiến trường hay cái gì quên mẹ nó rồi. Công thành. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Giống công thành vậy đó. Rồi hết rồi, chỉ có 2 code thôi. Đây, ok. Vậy đây, kích hoạt. Mở ra, đây. Tiếp cho nghe ngắn lại. Đây, mỗi code là 100 triệu các bạn ơi. Đó, vô tư đi anh em ơi. Mỗi code là 100 triệu kim nguyên bảo. Đó, đó. Đây, cắn cái nè ha. Cắn cái nữa nè ha. Đó. Rồi, quà tích nạp hàng ngày là đây chứ đâu. Lộm, lộm. Rồi, xong luôn. Ok, rồi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok, bye bye.